Chương 9. Thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày, ruột. Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1. Phân tích được mối liên quan giữa cấu trúc hóa học đến tác dụng của các thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày, ruột. 2. Phân tích được tính chất lý hóa để ứng dụng trong kiểm nghiệm các thuốc trong trường. 3. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề và tự tổng hợp kiến thức. Sau đây là các nhóm thuốc và một số nhóm thuốc dùng trong điều trị bệnh dạ dày, ruột. 1. Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng, bao gồm các nhóm thuốc: thuốc kháng axit, antacid, thuốc kháng thụ thể H2, thuốc ức chế bơm proton, thuốc bảo vệ niêm mạc, bao chỗ loét. 2. Thuốc nhuận tràng và tẩy. 3. Thuốc điều trị tiêu chảy. 4. Thuốc giúp tiêu hóa. Nhiều nguyên nhân khác nhau kích thích lớp niêm mạc dạ dày, từ đó dẫn tới viêm dạ dày mãn tính. Hình là viêm loét dạ dày tá tràng. Viêm loét dạ dày tá tràng là căn bệnh gây tổn thương viêm và loét trên niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng, phần đầu của ruột non. Những tổn thương này xảy ra khi lớp niêm mạc, màng lót bên trong cùng của dạ dày hay tá tràng bị bào mòn và các lớp bên dưới thành dạ dày hay thành ruột sẽ bị lộ ra. Vết loét ở tá tràng chiếm 95%, vết loét ở dạ dày chiếm 60%, trong đó vết loét ở bờ cong nhỏ dạ dày chiếm 25% các trường hợp. Dạ dày tá tràng là một bệnh phổ biến trên thế giới cũng như ở nước ta. Ở Việt Nam, bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng chiếm 7-10% dân số, nam mắc nhiều hơn nữ, với tỷ lệ 1,3:1, loét tá tràng cao hơn loét dạ dày, với tỷ lệ 5:1, lứa tuổi hay gặp từ 30-60 tuổi. Tác nhân gây loét là axit hydrochloric và pepsin, chất do dạ dày tiết ra để tiêu hóa thức ăn. Ngày nay, nguyên nhân chủ yếu gây bệnh đã được xác định, đó là do nhiễm Helicobacter pylori và do dùng thuốc chống viêm phi steroid. Bên cạnh đó là các yếu tố gia đình, xã hội và do nội tiết, thần kinh. Thuốc kháng axit là những chất có khả năng trung hòa axit hydrochloric trong dạ dày và do đó ngăn cản việc biến pepsinogen do các tế bào thành dạ dày tiết ra thành pepsin. Ngày nay, đã có nhiều thuốc chống tiết axit tốt nên các antacid ít được dùng trong điều trị loét dạ dày tá tràng. Chỉ định chủ yếu của antacid là làm giảm triệu chứng khó tiêu do tác dụng phụ, khả năng trung hòa axit, thời gian bắt đầu có tác dụng cũng như thời gian có tác dụng. Mà chế phẩm antacid thường dùng là nhôm hydroxid gel, magnesi hydroxid hoặc hỗn hợp chứa cả hai chất trên, Malox, Milanta. Nhôm hydroxid gel là hỗn dịch chứa nhôm hydroxid và nhôm oxid hydrat. Trong 100g hỗn dịch, chứa từ 3,6 đến 4,4g tính theo nhôm oxid. Ngoài ra, trong hỗn dịch còn chứa tinh dầu bạc hà, glycerin, sorbitol, đường hoặc saccharin, chất bảo quản chống nhiễm khuẩn. Gel nhôm hydroxid dạng bột khô vô định hình, không tan trong nước và cồn. Ngoài ra, nhôm hydroxid gel còn có dạng hỗn dịch nhất, trắng, có thể có một lượng nước nhỏ tách ra khi để yên. Hydroxid nhôm có tính chất lưỡng tính, nghĩa là tan được trong các dung dịch kiềm và axit. Lấy 5ml chế phẩm, từ axit hydrochloric loãng, dung dịch trở nên trong, lấy 2ml chế phẩm, thêm 2ml dung dịch NaO 10%, lắc, hỗn dịch trở nên trong, để xác định sự có mặt của nhôm và hàm lượng của nó trong nhôm hydroxid gel, tiến hành như sau: hòa tan hỗn dịch trong một lượng axit hydrochloric loãng vừa đủ, thêm alizarin và ammoniac, tạo tủa màu đỏ không tan trong axit acetic. Định lượng nhôm hydroxid gel bằng phương pháp đo complexion, môi trường đệm acetat pH 4,8. Cho dư dung dịch chuẩn eta và chuẩn độ lượng dư bằng dung dịch chuẩn kẽm sunfat, chỉ thị Dithison. Nhôm hydroxid có khả năng làm tăng pH dạ dày chậm hơn chất kháng axit nhóm canxi và magie,
Uống khi đói. Thuốc có thể đi qua dạ dày rỗng quá nhanh để thể hiện hết tác dụng trung hòa axit của nó. Sự tăng pH dịch vị do chất kháng axit gây nên sẽ ức chế tác dụng tiêu protic của pepsin. Tác dụng này rất quan trọng ở người loét dạ dày. Nhôm hydroxit làm dịu các triệu chứng do tăng axit dạ dày, như chứng ợ nóng, ợ chua, đầy bụng khó tiêu do tăng axit. Nhôm hydroxit được chỉ định trong trường hợp tăng axit dạ dày do loét dạ dày tá tràng, phòng và điều trị loét và chảy máu dạ dày tá tràng do stress, điều trị chứng trào ngực dạ dày thực quản, chỉ định cả trong trường hợp tăng phốt phát máu cùng với chế độ ăn ít phốt phát. Tuy nhiên, dùng kháng axit chứa nhôm để làm chất gắn phốt phát nhằm loại phốt phát có thể dẫn đến nhiễm độc nhôm ở người suy thận, không dùng cho trẻ nhỏ vì có nguy cơ ngộ độc do nhôm, đặc biệt trẻ em đang bị mất nước và trẻ bị suy thận. Tác dụng không mong muốn của nhôm hydroxit gây táo bón và gây thiếu phốt phát máu. Thuốc kháng histamin là một loại dược phẩm đối kháng lại hoạt động của các thụ thể histamin trong cơ thể. Đây là loại thuốc được sử dụng khá phổ biến trong điều trị dị ứng hiện nay. Ngoài ra có vai trò làm giảm triệu chứng cảm lạnh thông thường. Histamin, chất dẫn truyền thần kinh có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp làm sưng niêm mạc mũi, co thắt phế quản, gây ngứa da, phản ứng sung huyết phồng rộp, ở tiêu hóa đường ruột gây đau bụng, kích thích sự tiết dịch vị, hệ tim mạch làm giãn rộng của các bao mạch mạch máu, tăng tính thấm thành mạch, hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim. Hiện nay, có 3 nhóm thuốc hay sử dụng gồm: thuốc kháng receptor H1 được sử dụng trong điều trị các bệnh dị ứng, thuốc kháng receptor H2 được sử dụng trong điều trị các bệnh về dạ dày giúp giảm tiết axit dạ dày, mặc dù sau này ngày càng ít được sử dụng để điều trị loét dạ dày tá tràng và được thay thế bằng các thuốc ức chế bơm proton như omeprazole và các thuốc tương tự. Thuốc kháng receptor H3 được sử dụng trong điều trị các bệnh về thần kinh. Các thuốc kháng thụ thể histamin H2 gồm cimetidine, ranitidine, motidine, nizatidine, chúng ức chế cạnh tranh với histamin tại thụ thể H2 ở tế bào thành dạ dày, nên ức chế bài tiết cả dịch axit cơ bản, khi đói, và dịch axit do kích thích, bởi thức ăn, histamin, caffeine, insulin. Các thuốc nhóm này có tác dụng làm liền các vết loét dạ dày và tá tràng, làm giảm bệnh trào ngực dạ dày thực quản. Dùng thuốc kháng thụ thể H2 phối hợp với kháng sinh để điều trị loét dạ dày tá tràng có Helicobacter pylori dương tính, làm vết loét liền nhanh và ngăn chặn tái phát. Những trường hợp rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ chua chưa chẩn đoán được nguyên nhân có thể điều trị bằng kháng thụ thể H2 ở người trẻ, nhưng phải thận trọng ở người già vì có thể do ung thư dạ dày. Về cấu tạo hóa học, đều có một dị vòng năm cạnh, một mạch nhánh, tên gọi, có tiếp vị ngữ là tidin. Thuốc kháng thụ thể H2 được chỉ định, phòng và điều trị loét dạ dày tá tràng, phòng và điều trị chứng ợ nóng, ăn khó tiêu do tăng axit dạ dày, điều trị hội chứng Zollinger-Ellison, bệnh tăng tiết axit, điều trị bệnh hồi lưu dạ dày thực quản. Cimetidine thuộc nhóm thuốc kháng histamin H2, thuốc hoạt động bằng cách làm giảm lượng axit trong dạ dày. Cimetidine là bột kết tinh trắng hoặc hầu như trắng, mùi khó chịu, nóng chảy ở khoảng từ 139 đến 144 độ C, pK 6,8. Cimetidine ít tan trong nước, tan trong ethanol, khó tan trong chloroform, không tan trong ete và dichlorometan, và tan trong các axit vô cơ loãng. Cimetidine có tính bazơ, hấp thụ mạnh bức xạ từ ngoại. Ứng dụng các tính chất này trong kiểm nghiệm và pha chế cimetidine, hòa cimetidine trong nước tạo hỗn dịch đục, thêm axit hydrochloric, hỗn dịch trở nên trong, thêm tiếp axit silicovolframic, tạo tùa. Định lượng cimetidine bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan, dung môi axit acetic, chỉ thị đo điện thế, dung dịch chuẩn axit perchloric, điều chế dạng muối hydrochloric dễ tan trong nước pha dung dịch tiêm, dung dịch uống và cũng là chế phẩm dược dụng.
Cimetidin được chỉ định dùng như các thuốc kháng thụ thể H2 nói chung, dạng bào chế, viên nén, dung dịch uống, thuốc tiêm. Bước cuối cùng để đưa axit hydrochloric vào trong lòng dạ dày được thực hiện bởi enzyme H cộng trên K cộng ATPase, bơm proton. Bơm này nằm ở màng của hệ thống ống nhiều túi và hệ mao quản của tế bào bìa niêm mạc dạ dày. Khi được hoạt hóa, nó bơm H cộng vào trong lòng dạ dày và đổi lấy ion K cộng. Những chất có tác dụng ức chế bơm này gọi là thuốc ức chế bơm proton. Hiện nay, có 5 chất được dùng với tác dụng này là omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole và rabeprazole. Chúng ức chế bất thuận nghịch enzyme H cộng trên K cộng ATPase nên thời gian tác dụng rất lâu, từ 72 đến 96 giờ, bắt đầu tác dụng sau khi uống từ 1 đến 6 giờ, thời gian bán thải khoảng 18 giờ và có tác dụng ức chế tiết axit mạnh nhất là lúc đói. Vì vậy, mỗi ngày chỉ cần uống một lần trước khi ăn sáng. Về cấu trúc hóa học và tính chất, các thuốc ức chế bơm proton đều là dẫn chất benzimidazole, vị trí 2 gắn nhóm thế 2 pyridine metin sulfinin. Chúng khác nhau ở các nhóm thế gắn vào các vị trí R3, R4, R5 và R5. Thuốc ức chế bơm proton là bột kết tinh trắng hoặc hầu như trắng, khó tan trong nước. Thuốc ức chế bơm proton có tính bazơ, do có nhân pyridine, tính axit khá mạnh, hydro gắn vào nitơ vị trí 1 và hấp thụ bức xạ từ ngoại. Dựa vào các tính chất đó, có thể định tính, định lượng các hợp chất nhóm này trong môi trường axit. Các hợp chất này dễ bị phân hủy, chế phẩm dược dụng là dạng muối natri và dạng bào chế là viên bao tan trong ruột hoặc dạng bột đông khô pha thành dung dịch tiêm trước khi dùng. Thuốc ức chế bơm proton là những chất có tác dụng chống tiết axit mạnh nhất, làm lành loét tá tràng, viêm thực quản hồi lưu nhanh và tốt hơn thuốc kháng thụ thể H2. Tác dụng tốt trong cả các trường hợp thuốc kháng thụ thể H2 không có tác dụng. Đối với loét dạ dày tá tràng, thuốc ức chế bơm proton không những làm giảm tiết axit rất mạnh nên giảm đau, giúp cơ thể tự phục hồi chỗ loét mà còn có tác dụng diệt Helicobacter pylori, chỉ định dùng trong tất cả các trường hợp cần giảm tiết axit vào dạ dày như loét dạ dày, tá tràng, viêm thực quản hồi lưu, chứng hồi lưu dạ dày thực quản, các bệnh do tăng tiết quá nhiều axit. Omeprazole là bột kết tinh trắng hoặc hầu như trắng, nóng chảy ở khoảng 155 độ C với sự phân hủy. pKa 3,97, N của nhân pyridine, và 8,7, N, H của nhân benzimidazole. Omeprazole rất khó tan trong nước, khó tan trong acetone và isopropanol, tan trong dichlorometan, methanol và ethanol. Độ ổn định của dung dịch omeprazole phụ thuộc độ pH. Trong môi trường axit, omeprazole nhanh chóng bị phân hủy. Trong môi trường kiềm, omeprazole khá vững bền. Omeprazole vừa có tính axit, vừa có tính bazơ, hấp thụ mạnh bức xạ từ ngoại. Các tính chất này được ứng dụng trong định tính, lượng và trong pha chế omeprazole, pha chế phẩm vào nước tạo hỗn dịch đục, thêm axit hydrochloric, lắc, hỗn dịch trở nên trong. Dung dịch này cho phản ứng tạo tủa với một số thuốc thử chung của alkaloid, hòa chế phẩm vào nước tạo hỗn dịch, thêm dung dịch natri hydroxit 10%, lắc, hỗn dịch trở nên trong, trung hòa kiềm dư, dung dịch sẽ tạo muối kết tủa hoặc có màu với một số ion kim loại nặng. Định lượng omeprazole bằng phương pháp đo kiềm, dung môi ethanol, chỉ thị đo điện thế. Omeprazole được chỉ định dùng như các thuốc ức chế bơm proton nói chung, dạng bào chế, viên nang giải phóng chậm, viên nén giải phóng chậm omeprazole maze.
Bismuth subsalicylate là những tinh thể nhỏ, hình lăng trụ, thực tế không tan trong nước, ethanol, tan trong các axit vô cơ và bị phân hủy. Bismuth subsalicylate là ester nên dễ bị thủy phân tạo axit salicylic và bismuth hydroxide. Hóa tính của bismuth subsalicylate là hóa tính của hai chất trên. Đun chế phẩm với dung dịch natri hydroxide loãng, tẩy nguội, lọc, trung hòa dịch lọc bằng axit hydrochloric loãng, thêm vài giọt dung dịch sắt ba chloric, dung dịch có màu tím, hòa tan tủa trong phép thử trên bằng axit hydrochloric vừa đủ, thêm dung dịch ammoniac, tạo tủa trắng, tủa không tan trong các dung dịch hydroxide kim loại kiềm, tan trong các dung dịch axit. Để định lượng, vô cơ hóa chế phẩm rồi định lượng bằng phương pháp đo complexion, chỉ thị vàng silanon, màu chuyển từ đỏ tím sang vàng. Bismuth subsalicylate có tác dụng kích thích hấp thụ chất lỏng và các chất điện giải qua thành ruột, làm giảm nhu động của ruột, có tác dụng antacid yếu, kết hợp với độc tố E. coli làm giảm độc tố, có tác dụng kháng khuẩn, kể cả Helicobacter pylori. Ngoài ra, bismuth subsalicylate còn có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày tá tràng bằng cách kích thích tạo chất nhầy và natri bicarbonate, tạo phức hợp glycoprotein bao lấy chỗ loét. Vì vậy, nó được sử dụng để điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, điều trị và phòng tiêu chảy. Bào chế bismuth subsalicylate gồm hỗn dịch uống 262mg đến 264mg trên 15ml, 525mg trên 15ml, viên nén 262mg, viên nhai 262mg, 300mg. Thuốc nhuận tràng và tẩy là những thuốc có tác dụng giúp cho việc đại tiện được dễ dàng. Tùy theo cơ chế tác dụng, thuốc nhuận tràng và tẩy được chia làm nhiều nhóm như thuốc nhuận tràng do kích thích, bisacodin, muối nhuận tràng, magie citrate, magie sulfate, natri phosphate, thuốc nhuận tràng do tăng thẩm thấu, lactolose, nhuận tràng do làm trơn, dầu khoáng, thuốc nhuận tràng do làm mềm phân, docusat. Các thuốc này được dùng điều trị táo bón và tháo phân. Bisacodin là bột kết tinh trắng hoặc hầu như trắng. Các hạt chủ yếu có đường kính dưới 50 micromet, nóng chảy ở khoảng từ 131 đến 135 độ C. Bisacodin rất khó tan trong nước, hơi tan trong ethanol, khó tan trong ete, dễ tan trong chloroform, tan trong các dung dịch axit vô cơ loãng. Hóa tính của bisacodin là tính bazơ, dễ bị thủy phân và hấp thụ bức xạ từ ngoại. Các tính chất này được dùng để định tính và định lượng bisacodin. Đun chế phẩm với dung dịch natri hydroxide 10%, chia dung dịch làm 3 phần. Phần 1, axit hóa bằng dung dịch axit hydrochloric loãng, dung dịch sắt ba chloric, dung dịch có màu tím. Phần 2, trung hòa bằng axit hydrochloric, thêm dung dịch bạc nitrat trong ammoniac, đun nóng, tạo tủa đen. Phần 3, trung hòa bằng axit sulfuric loãng, lọc, thêm ethanol và axit sulfuric vào dịch lọc, đun nóng, tạo ethyl acetate có mùi thơm, cho một ít chế phẩm vào nước, lắc, không tan, thêm vài giọt axit hydrochloric loãng và lắc, tan hoàn toàn. Định lượng bisacodin bằng đo axit trong môi trường khan. Dung môi axit acetic, chất chuẩn axit perchloric, chỉ thị một nắp tôn benzene hoặc đo điện thế. Bisacodin có tác dụng kích thích trực tiếp các sợi thần kinh cảm giác trên niêm mạc ruột nên làm tăng nhu động của ruột, dùng điều trị táo bón hoặc làm sạch ruột trước khi phẫu thuật, để soi hoặc chiếu chụp trực tràng. Dạng bào chế bisacodin, viên bao tan trong ruột 5mg, thuốc đạm 5mg hoặc 10mg. Dung dịch để tháo thụt 5ml hoặc 30ml chứa 1mg, dạng viên bao tan ở ruột,
Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi vì khó nuốt cả viên. Không uống cùng sữa hoặc antacid vì sẽ làm thuốc tan trong dạ dày gây kích ứng. Magie sulfat là những tinh thể nhỏ, không màu, vị mặn mát, hơi đắng, thăng hoa trong không khí ẩm, khô, dung dịch trong nước có phản ứng trung tính với giấy quỳ. Magie sulfat dễ tan trong nước, glycerin, ít tan trong ethanol. Xác định ion sulfat bằng thuốc thử bài clorit, ion magie bằng thuốc thử diammoni hydrosulfat. Định lượng magie sulfat bằng phương pháp đo complexion, chất chuẩn ETA, chỉ thị đen EGOCGOMT, dung dịch đếm ammoniac pH 10. Khi uống có tác dụng gây nhuận tràng do hai nguyên nhân. Đo không hấp thu khi uống nên hút nước vào trong lòng ruột để cân bằng thẩm thấu, kích thích giải phóng cholecystokinin hay còn gọi là pancreozymin, nên gây tích tụ các chất điện giải và chất lỏng vào trong ruột non, làm tăng thể tích và tăng kích thích sự vận động của ruột. Khi tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp có tác dụng chống co giật trong nhiễm độc máu ở phụ nữ mang thai, điều trị đẻ non, giảm magie máu. Tiêu chảy là bệnh do nhiễm khuẩn, nhiễm độc, do kém tiêu hóa, kém hấp thu, do khối u, do rối loạn chức năng của ruột hoặc do dị ứng gây ra. Để điều trị tiêu chảy, ngoài việc điều trị nguyên nhân gây bệnh, cần điều trị triệu chứng và bổ sung nước và các chất điện giải đã mất. Sự mất nước và chất điện giải là nguyên nhân đầu tiên gây tử vong trong bệnh tiêu chảy. Vì vậy, trong tất cả các trường hợp tiêu chảy cấp, phải uống các dung dịch chứa đường cùng các chất điện giải. Trong trường hợp mất nước nặng, đặc biệt là trẻ em và người già, cần truyền ngay vào tĩnh mạch dung dịch các chất điện giải. Ozezon là hỗn hợp muối dùng để bù lại nước và các chất điện giải đã mất. Ozezon là bột màu trắng, dễ tan trong nước. Sau đây là một số công thức Ozezon. Xác định sự có mặt của các thành phần trong hỗn hợp, hòa tan bột vào nước, ion natri, tác dụng với magie uranin acetat tạo tủa màu vàng. Hình mặt nhẫn, ion kali, tác dụng với natri cobanitrit tạo tủa vàng, ion chlorite, tác dụng với thuốc thử bạc nitrat tạo tủa trắng, tủa tan trong dung dịch ammoniac. Ion hydrocarbonat, axit hóa dung dịch rồi đun sôi, khí bay lên làm đục nước vôi trong, ion citrat, tác dụng với canxi chlorite và đun nóng tạo tủa trắng, tủa tan trong axit hydrochloric, gluco. Kiềm hóa dung dịch rồi thêm dung dịch đồng 2 sunfat và đun nóng, tạo tủa đỏ. Lượng ion natri, kali bằng phương pháp đo phổ phát xạ nguyên tử, ion chlorite bằng phương pháp đo bạc, ion citrat bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan, ion bicarbonat bằng phương pháp đo axit trong môi trường nước, glucose bằng phương pháp đo iốt. Ozezon dùng bù lại lượng muối và nước đã mất. Loperamid hydrochloride là bột kết tinh rất nhỏ hoặc vô định hình, màu trắng hoặc trắng hơi vàng, nóng chảy ở khoảng 225 độ C, phân hủy. Loperamid hydrochloride ít tan trong nước, tan trong ethanol, dễ tan trong methanol. Hóa tính của loperamid là hóa tính của nhóm chức amid, tính bazơ của nhân piperidin, hóa tính của nhân thơm và hóa tính của axit hydrochloric kết hợp, ứng dụng các tính chất này để định tính, định lượng và pha chế loperamid. Đun chế phẩm với dung dịch kiềm giải phóng dimethylamine làm xanh giấy quỳ đỏ, chế phẩm dược dụng là loperamid hydrochloric do vững bền hơn và dễ tan trong nước hơn loperamid bazơ.
Định lượng bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan. Dung môi axit acetic, chất chuẩn axit perchloric, chỉ thị alpha naphthalbenzene. Định lượng bằng phương pháp đo kiềm. Dung môi ethanol, chất chuẩn natri hydroxin 0,1 m, chỉ thị đo điện thế. Để định tính, đo phổ hấp thụ từ ngoại. Loperamide hydrochloric dùng để điều trị triệu chứng trong bệnh tiêu chảy cấp và mãn tính do có tác dụng làm giảm sự vận động của ruột. Dạng bào chế, viên nén 2 mg, viên nang 2 mg, dung dịch uống 1 mg trên 5 ml. Thuốc giúp tiêu hóa là những chất có tác dụng giúp cho sự tiêu hóa. Chỉ định dùng khi người bệnh thiếu một hoặc nhiều yếu tố quan trọng giúp cho sự tiêu hóa thức ăn. Các thuốc được dùng trong điều trị là các axit mật và muối mật như axit dihydrocholic, axit kenodeoxycholic, axit glutamic hydrochloric, các enzyme tuyến tụy. Pancreatin là hỗn hợp các enzyme amylase, proteasa và lipase được điều chế từ tuyến tụy của lợn, bò. Pancreatin là bột vô định hình, màu kem, mùi nhẹ đặc trưng, tan một phần trong nước tạo dung dịch hơi đục, không tan trong ethanol, ete. Hóa tính của pancreatin là hóa tính của các enzyme. Proteasa có tác dụng thủy phân protein, amylase có tác dụng thủy phân tinh bột, còn lipase có tác dụng thủy phân lipid. Dựa vào các tính chất này để định tính và định lượng của pancreatin, hoạt tính của các enzyme trên mạnh nhất trong môi trường trung tính hoặc kiềm yếu. Amylase có tác dụng thủy phân tinh bột thành glucose, định lượng glucose tạo thành sau một khoảng thời gian xác định bằng phương pháp đo IOD, song song tiến hành một mẫu chuẩn và tính hoạt lực enzyme của mẫu thử bằng cách so sánh với mẫu chuẩn đã biết hoạt lực. Protease có tác dụng thủy phân protein thành các axit amin, cơ chất là casein, sản phẩm thủy phân có tyrosin, chất này hấp thụ bức xạ từ ngoại ở 280 nanomet, bằng cách xác định hàm lượng tyrosin tạo thành từ dung dịch chất cần thử và chất chuẩn đã biết hoạt lực, tính được hoạt lực protease của chế phẩm. Lipase có tác dụng thủy phân lipid thành glycerin và axit béo, dùng cơ chất là dầu ô liu, định lượng axit giải phóng từ dung dịch cho thêm chuẩn và dung dịch cho thêm chất thử bằng dung dịch natri hydroxin và tính ra hoạt lực lipase trong mẫu thử. Pancreatin được dùng trong các trường hợp cơ thể bài tiết không đủ dịch tụy như viêm tuyến tụy mãn tính, tiểu năng tuyến tụy, phân nhiễm mỡ. Do bị mất hoạt tính bởi axit dịch vị và pepsin nên chế phẩm phải